Một nam một nữ, hai bạn ấy đều là những người trẻ với trực giác tốt. Mà nghệ sĩ mà thiếu trực giác thì rất khó để thành công. Công nhận không Puka? Dạ công nhận. Em nói thêm gì nữa đi. Dạ hết. Em thấy sao? Nghệ sĩ trực giác quan trọng như thế nào đối với một người nghệ sĩ? Dạ em thấy rất quan trọng. Hết chưa? Dạ hết. Nhưng mà trước khi em tới đây em có nghe nói là ban cố vấn chương trình này để cho vui. Để cho vui thôi đúng không? Đây là ban bình luận. À, ban bình luận để cho vui. Không phổ biến đâu em. À vậy hả? Thiệt ra không phải là nói cho vui không đâu mà còn để ngồi cho đẹp nữa. Tôi không nghĩ một chàng trai có cái giọng nói dịu dàng như thế mà lại thích xem phim kinh dị. Em nghĩ là chắc là ca sĩ đó anh. Cái hơi đúng không? Cái hơi nói chuyện. À đúng rồi. Đây cũng ca sĩ mà. Dạ bây giờ cái hơi tụi em nói chuyện hay ha. Xin chào mọi người, tôi tên là Luân Vĩnh Long. Người ta hay nhận xét tôi là người có năng động và hoạt bát. Tôi có yếu điểm thêm, tôi hay bị mất bình tĩnh trong mọi tình huống. Mọi người hỏi đáng xem tôi là ai. Xin cảm ơn bạn số 6. Tại sao trong lúc bạn nói thỉnh thoảng bạn lại như thế này? Em bị mất bình tĩnh trong mọi tình huống. Thế còn Puka? Mỗi lần mất bình tĩnh em hay bất tỉnh lắm. Xỉu luôn. Ở trong 6 người không ai ra dáng võ sư bằng anh số 3. Nãy giờ em suy nghĩ thì em đang phân vân giữa bạn số 1 và là chị số 4. Thì em nghĩ là một trong hai người này sẽ là quân nhân. Bạn số 1 em nhìn rất là quen. Thì em nhớ là những em có xem chương trình gì đó về quân đội rồi. Có thấy bạn này xuất hiện nhìn đấy. Chị đang công tác ở đơn vị nào chị? Hỏi chị tên gì? Khát nước không? Gì vậy?